Em cùng các bác lại tiếp tục bác nha. Một năm mới cố gắng. Tất cả đều phải cố gắng thì mới thành công được các bác ạ. Chứ không có cái gì mà mình không muốn làm mà lại có ăn cả. Nên là đầu năm mới em chúc các bác mọi điều thành đạt. Làm ăn thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc an khang thịnh vượng. Hôm nay em Tuấn tiếp tục giới thiệu đến các bác các sản phẩm, và các bác cũng vậy thôi, các bác thì là người thì làm công chức, người thì làm kinh doanh, người thì làm công nhân vân vân. Mỗi người hãy cố gắng làm sao để giữ được cái sức khỏe tốt cho mình thì là sẽ kiếm được nhiều nhiều tiền hơn nữa. Đấy. Nhiều lúc là tiền nó không là tất cả, nhưng không có tiền là cũng vất vả lắm các bạn, nên cũng phải làm. Đấy. Và các bác cứ chọn cho các bác những cái nghề là các bác đam mê ấy. Nếu các bác không đam mê thì các bác không làm được đâu. Tất cả kể cả những cái nghề này, những cái máy này thế thôi. Với em lúc đầu những chiếc máy này nó rất xa lạ với em, nhưng mình lại cũng học hỏi các bác giới thiệu rồi mình nghiên cứu, mình được người mình sẽ biết, mình biết dần, mình sẽ không biết hết được, nhưng mà những cái gì mình không biết thì mình cứ nói là mình không biết, mình quay để cho nó cho các bác mọi người thế tham khảo kỹ hơn thế thôi. Còn cũng mong các bác ủng hộ thêm, bởi vì là em Tuấn thì kênh của em bán tổng hợp lắm, không thiếu một thứ gì điện tử cả. Nên là cái để đi sâu được vài em không đi sâu được hết, cũng mong các bác là hỗ trợ tìm hiểu thêm. Còn sau đây clip này em giới thiệu cho bác sản phẩm máy hút ẩm. Về máy lọc không khí em giới thiệu rồi. Sang đây là chiếc máy hút ẩm, đây là dòng cao cấp của Winpo nhé. Dòng này là báo cáo các bác là dòng này nhé. Đây, con này model của nó đây ạ. Model của nó DS200HW. Đấy, Winpo này. Nhìn chưa? Hàng Nhật luôn bác ạ, hàng xịn cho bác đấy ạ. Đối với những hàng này thì đây là những cái vết mình vận chuyển đấy, băng dính các thứ thì mình có thể vệ sinh đấy. Đối với dòng này, đây là dòng cao cấp, dòng cảm ứng cửa hất thì có thể đảo chiều hoặc là có thể dừng tùy tốc độ gió điều chỉnh, đây cảm ứng hết á bác nhìn này, đem chưa lau này đấy, bẩn đấy bác nhìn chưa, đấy chưa lau đâu ạ. Máy thì tất cả các tình trạng máy này là hoạt động hết cho bác, kể cả máy lọc không khí lẫn máy hút ẩm đều chuyển chế độ điện 220 cho bác, để tránh cái trường hợp là mỗi năm là bên em không chuyển về, các bác vô tình dọn nhà đấy cắm nó cháy nó sót lắm. Đây là chiếc máy hút ẩm mà phải nói là hầu như các gia đình đều cần dùng, và đặc biệt là những gia đình nào mà có tủ quần áo hoặc dàn âm thanh với miền Bắc, ở phía ngoài miền Bắc mình thì cần dùng nhiều hơn, bởi vì cái không khí ở ngoài miền Bắc nó rất là nồm, cực kỳ nồm các bác nhé, không khí ở ngoài Bắc nồm nhiều lắm. Đấy, em chỉ đặt một lúc này thôi trong cái phòng này của em, nhưng mà cứ để chút nữa giới thiệu xem nó được ít nào hay. Đấy, đây là chiếc máy lọc không, đây là chiếc máy hút ẩm. Máy hút ẩm này là máy hút ẩm bác nhé, tất cả cảm ứng hết, con này cao cấp chưa lau vệ sinh đâu. Con này ở trên kênh có mức giá là năm ngoái là 3 triệu 9. 3 triệu 9 đến 3 triệu 6. Đầu năm mới em Tuấn mở hàng cho bác để cho bác mức giá 2 triệu 9 nhé. Không phải là mở hàng nữa mà bây giờ em bán vừa đầu năm đấy cho nó thoải mái, bởi vì là đầu năm cho nó thoải mái các bác, còn những mặt hàng này em để cho bác thôi đấy, được chưa? 2 triệu 9 con này, chiếc này còn trên kênh thì vẫn có giá rồi bác ạ, em nhớ là 3 triệu 6 hoặc 3 triệu 9 gì đấy. Đấy, còn đây tất cả, còn đây là bác nhìn cái dàn này này, dàn này của nó là đây là dàn dàn nóng, nó bác mở ra, khi bác mở ra bác nhìn hết đây, đây là khi nó hút này, nó hút ẩm vào đây nhé, nó hút ẩm vào đây nó lọc đấy, bác nhìn trong này chưa. Đây tất cả trong này bác nhìn nó là gì chưa? Đẹp chưa? Máy em vẫn đang để chạy. Đây tất cả là dàn nóng này. Bằng đồng hết, bác nhìn nhá, chân đồng hết. Đấy khi nó họ hút, khi nó đang hút ẩm vào đây, nó kiểu nó ngưng tụ nước ấy. Nó không hút ẩm vào, nó ngưng tụ nước và nó sẽ xuống cái bình nước này. Thì sẽ mở ra cho bác. Tất cả những dòng máy này bao tình trạng hoạt động tốt hết cho bác ạ. Em Tuấn bao tình trạng hoạt động tốt hết. Lỗi đổi bác nhá. Lỗi có thể đổi và trả, không lo. Tất cả mặt hàng này em chỉ mong các bác là khi nhận hàng các bác kiểm tra không rơi vỡ gì hộ em thôi. Còn về kỹ thuật, lỗi em cho các bác đổi trả thoải mái nên yên tâm. Chứ không bao giờ lấy tiền của các bác mà lại để cho bác dùng cái hàng lỗi hàng hỏng cả. Đấy, còn đây cảm ứng này bác nhìn này. Đấy, chỉ sờ là tắt này. Mở này, tắt này. Khi mình tắt xong mà tại sao nó vẫn quay như này? Bởi vì cái quạt làm mát này nó sẽ làm mát hết cái phần cái bo cái mạch cái gì nhỉ, gọi bo nhiệt đấy, cái dàn nóng đấy, gọi là dàn nóng đấy, chính cái dàn nóng này nó làm ngưng tụ nước, nó sẽ rơi xuống đấy, đấy được chưa. Đấy, còn đây chưa lau đâu bạn, khi lau này đấy, khi lau dọn nó sẽ sạch nhé, chưa lau.
Con này để cho các bác mức giá 2 triệu 9 bác nhá. 2 triệu 9. Tặng các bác vài trăm này. Đấy. Đây bác nhìn này, em nhấc này. Khi em kéo này ra nhá. Đây. Đấy. Khi em kéo này ra máy sẽ tắt. Máy sẽ tắt. Bác thấy chưa? Đấy. Đấy, có nước rồi đấy. Bác thấy chưa? Có nước rồi bác ạ. Đã ra nước, đã lấy. Thấy chưa? Nên là những cái chiếc máy hút ẩm này rất quan trọng. Và đặc biệt là những cái tủ quần áo các bác cứ để ý xem. Đặc biệt là ở ngoài Bắc mình đây. Đây, bác nhìn này. Mở này, đấy, có nước rồi. Đấy. Đã có nước, bác thấy chưa? Ngoài Bắc mình đặc biệt là các bác nhìn những tủ quần áo có một những gia đình quần áo rồi tường trong quần áo nó mốc hết. Nên là dùng những chiếc máy này rất là hợp lý bác ạ. Nó cực kỳ hợp lý. Các bác có thể dùng những chiếc máy nó đời nó thấp hơn một chút, nó cũng rẻ hơn triệu thôi. Tùy, còn về cái chất lượng em đảm bảo. Nên yên tâm nhé. Chất lượng em đảm bảo, và những hàng bãi này thì hầu như là phải nói là nó quá yên tâm. Quá yên tâm. Tại sao người Việt mình lại thích dùng hàng bãi hơn là hàng mới bán trong nước? Đấy, bởi vì thật ra là những cái mặt hàng bãi này thì chỉ nói một câu là hàng bãi này là những mặt hàng được sản xuất dùng trong nước của bên Nhật, hoặc là bên Đài Loan, hoặc bên Mỹ, bên Đức, bên Pháp chẳng hạn. Và khi người ta sản xuất dùng trong nước thì cái chất lượng ở nước ngoài phải nói luôn là họ kiểm tra rất là tốt về cái an toàn, mà nó tóm lại là về bảo đảm cho sức khỏe con người. Mình cũng không phải chê là cái mặt hàng của mình kém đâu, nhưng mà về cái độ kiểm tra cũng như là giám sát, cũng như là để đưa ra một cái sản phẩm thì bên mình khẳng định là sẽ không bằng. Bởi vì là nó như cái an toàn thực phẩm. An toàn thực phẩm đấy. Đấy, em cũng chỉ mong là cái an toàn thực phẩm bên mình nó có một cái chế tài, cũng có một cái hướng nào để khi người dân mình đi mua những cái thực phẩm lúc nào được sạch, an toàn. Chứ bây giờ cứ mua xong ăn chán rồi, xong mai ôi dồi ôi bị ngộ độc, xong rồi lại cái này bị có chất ung thư rồi trên họ thế kia, thành ra nó rất là tạp. Nhưng ra nước ngoài bác thấy không, xuất khẩu cái gì họ kiểm tra rất là tốt. Đấy, cũng chỉ mong thế thôi. Nên do vậy là người Việt Nam mình vẫn chuộng hàng bãi rất là nhiều. Rất là nhiều nhé. Còn ai mà có tiền hẳn thì vẫn mua hàng mới, nhưng họ mua hàng mới đều là ở nước ngoài. Còn không phải là hàng Việt Nam không tốt đâu. Phải hàng Việt Nam tốt, nhưng mà có một số mặt hàng là họ nhái. Nhưng thành ra là khi mình mua về mất cái tiền đấy, nhưng cái giá trị nó không đáp ứng lại cho mình ấy. Nhưng thành ra thế thôi, chứ còn không phải hàng Việt Nam mình có nhiều cơ sở làm tốt lắm. Nên cũng rất mong là những cái cơ sở nhà nước mình có chế tài làm nó tốt, để cho những cái doanh nghiệp họ sản xuất những mặt hàng nó đã tốt, nó chuẩn rồi thì nó không bị những mặt hàng làm lai căng hoặc là làm giả, nó nhái để làm mất mất đi cái giá trị của cái thị trường. Còn chiếc này em để cho bác 2 triệu 9 nhé. 2 triệu 9. Đây là con này hàng cao cấp, cảm ứng hết. Chào bác. Đây là máy hút ẩm ạ.